Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi trưa ngày 18 tháng 10 năm 2019. Trong buổi trưa ngày hôm nay, giá vàng ở trong nước và thế giới đều có sự thay đổi. Giá vàng thế giới có xu hướng đó là giảm rất sâu, giảm 7,1 USD trên một ounce và hiện nay đang được giao dịch ở mức đó là 1488,6 USD trên một ounce. Trái ngược với xu hướng giảm của giá vàng ở trên thế giới thì giá vàng trong nước của tất cả các hệ thống vàng và các địa phương thì đều có xu hướng tăng. Cụ thể như tập đoàn SJC ở các địa phương trên phạm vi cả nước đều có xu hướng tăng 80.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Và chiều mua vào đang dao động ở mức đó là 41.510.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.800.000 đồng trên một lượng. Tập đoàn Doji cũng có xu hướng tăng 60.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 50.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Và hiện nay tập đoàn Doji đang niêm yết giá mua vào đó là 41.530.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.750.000 đồng trên một lượng. Đối với hệ thống Mi Hồng cũng có xu hướng tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng ở chiều bán ra. Hiện nay Mi Hồng đang niêm yết giá mua vào là 41.600.000 đồng và bán ra là 41.770.000 đồng. Hệ thống Bảo Tín Minh Châu cũng có xu hướng tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 40.000 đồng ở chiều bán ra. Và Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết chiều mua vào ở mức 41.550.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.720.000 đồng trên một lượng. Hệ thống vàng Phú Quý thì ít có sự thay đổi so với phiên hôm qua, vẫn đang giữ mức đó là 41.550.000 đồng ở chiều mua vào. Tuy nhiên chiều bán ra thì giảm 50.000 đồng, hiện nay đang giao dịch ở mức đó là 41.750.000 đồng trên một lượng. Hệ thống Ngọc Hải SJC ở thị trường phía Nam, đặc biệt là đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì có xu hướng tăng nhiều hơn. Chiều mua vào là tăng 150.000 đồng và chiều bán ra là tăng 110.000 đồng. Và hệ thống Ngọc Hải SJC ở địa phương này đang được niêm yết ở mức đó là mua vào 41.400.000 đồng và bán ra là 41.760.000 đồng trên một lượng. Hệ nhẫn tròn của Bảo Tín Minh Châu cũng có tăng 40.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Và chiều mua vào là 41.570.000 đồng và bán ra là 42.070.000 đồng trên một lượng. Trong ngày hôm nay thì hệ thống tiền ảo cũng có xu hướng giảm, giảm 149 đồng trên một Bitcoin so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và cũng trong ngày hôm nay thì tỷ giá ngoại tệ trong ngày hôm nay thì có sự thay đổi. Đồng đô la Mỹ thì vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua, tuy nhiên là đồng euro và đồng bảng Anh thì đều có xu hướng tăng về giá mua và giá bán cũng như là chuyển khoản. Cụ thể như là đồng đô la Mỹ đang được giao dịch ở mức đó là 23.115 đồng ở chiều mua vào và bán ra là 23.265 đồng trên 1 đô la. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết tỷ giá ngoại tệ, giá tiền ảo và cập nhật giá vàng của tất cả các hệ thống vàng từ 10K, 14K, 18K, 24K cũng như là các hệ thống vàng lớn trên phạm vi cả nước. Thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.